giá cà phê hôm nay 17 tháng 8, trong khoảng 36.800, 37.700 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay 17 tháng 8, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 300 đồng trên kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 36.800 đồng trên kg. Tại huyện Cư Ga Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 37.700 đồng trên kg. Tại huyện A Leo Đắk Lắc, Buôn Hồ Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 37.600 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 37.600 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 37.500 đồng trên kg ở Đắk Rấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 37.500 đồng trên kg. trước Prong, ở Pleiku và Lagrai cùng giá 37.500 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 37.500 đồng trên kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 300 đồng trên kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 tăng 20 USD trên tấn ở mức 1848 USD trên tấn. Giao tháng 11 năm 2021 tăng 17 USD trên tấn ở mức 1853 USD trên tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 tăng 0,35 cent trên LB ở mức 183,1 cent trên LB giao tháng 12 năm 2021 tăng 0,4 cent trên LB ở mức 186,15 cent trên LB. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê hai sản quay đầu tăng. Robusta tăng 0,93% và lấy lại đúng những gì đã mất phiên cuối tuần trước, trong khi đó Arabica cũng tăng 0,22%. Tuần trước, thị trường London có 3 phiên tăng đầu tuần và 2 phiên giảm cuối tuần. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 85 USD tức tăng 4,88% và kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 82 USD, tức tăng 4,68%. Trong khi đó, thị trường New York có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm cuối tuần. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 6,75 sen, tức tăng 3,84% và kỳ hạn giao tháng 12 tăng tất cả 6,70 sen, tức tăng 3,74%. Sau 2 tuần liên tiếp giảm giá, tuần qua cà phê tăng lại nhưng chỉ mới lấy lại một phần của những gì đã mất trong thời gian trước đó. Giá tiêu hôm nay 17 tháng 8 trong khoảng 76 000 500 đồng trên kg. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cùng các thị trường khác ổn định trong những ngày qua, duy chỉ có Indonesia giảm nhẹ. Tại tỉnh Đắk Lắk, đắk nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng trên kg, giảm 500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng trên kg, giảm 500 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.500 đồng trên kg. Sáng nay giá tiêu đi ngang ở Đông Nam Bộ, giảm 500 đồng trên kg ở Tây Nguyên so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cùng các thị trường khác ổn định trong những ngày qua, duy chỉ có Indonesia giảm nhẹ. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi. Ấn Độ giảm 33,35 rupee trên tạ, ở mức 41.300 rupee trên tạ. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ INR, từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 8 năm 2021, được ngân hàng nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 311,41 VND trên INR. Với thị trường trong nước, các công ty xuất khẩu tiếp tục điều chỉnh sau 2 tuần giá tiêu tăng liên tiếp. Ở khu vực Tây Nguyên thị trường tạm bão hòa. Hiện hàng trong kho của các đơn vị xuất khẩu vẫn còn tồn nhiều do dịch Covid-19. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho biết, ngành hạt tiêu của Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, giảm về lượng nhưng tăng mạnh về trị giá. Theo Bộ NN và PTNT, ở phân khúc thấp một hiện 95% khối lượng hạt tiêu của Việt Nam dùng cho xuất khẩu, còn lại 5% tiêu thụ ở nội địa cơ cấu sản phẩm hồ tiêu chế biến chưa hợp lý, tiêu trắng tiêu sọ có giá trị gia tăng cao chỉ chiếm 10, 15% tổng sản lượng, trong khi tiêu đen vẫn chiếm tới 85 đến 89%. Đầu tháng này, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xuất nhập khẩu 2 đến 9 Đắk Lắk, Simexco Đắk Lắk đã xuất khẩu thành công một container cà phê đặc sản gần 20 tấn sang Anh. Loại cà phê đặc sản này được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế, có giá trị hơn các chủ loại thông thường, hơn 5 USD trên kg. Đây là tín hiệu khởi đầu tốt cho sản xuất nông sản sạch, bền vững, hợp xu hướng tiêu thụ và vượt mọi thách thức do dịch Covid-19 gây nên hiện nay. Đặc biệt nước ta hiện nay đang có lợi thế từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA.